Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Lenvalieva được sản xuất tại Aliva Pharma, Ấn Độ. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Lenvalieva cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Lenvalieva Lenvatinib 4mg Dạng bào chế Viên uống Ung thư là gì? Ung thư là căn bệnh xảy ra khi có tế bào không bình thường xuất hiện, sinh trưởng mất kiểm soát và hợp thành một khối u. Các tế bào ung thư dần dần sẽ phá hủy và xâm lấn các mô lành trong cơ thể, xuất phát từ các cơ quan lân cận cho đến toàn cơ thể. Công dụng và chỉ định của Lenvalieva Thuốc Lenvalieva 4mg được chỉ định sử dụng chống lại một số loại ung thư cụ thể. Ung thư biểu mô tế bào gan Ung thư biểu mô tế bào thận Ung thư tuyến giáp biệt hóa Cách dùng và liều dùng của Lenvalieva Cách dùng thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Đối với ung thư tuyến giáp, liều khuyến cáo của Lenvatinib 4mg kê đơn phổ biến nhất là 24mg 11 lần một ngày hai viên 10mg, một viên 4mg. Nếu tình trạng nghiêm trọng như bệnh nhân có vấn đề về gan hoặc là thận, liều khuyến cáo được thay đổi thành 14mg mỗi ngày một lần một viên 10mg, một viên 4mg. Chống chỉ định của Lenvalieva Bệnh nhân quá mẫn với hoạt chất hoặc bất kỳ tá dược nào được kê. Phụ nữ cho con bú và một số chống chỉ định khác được bác sĩ liệt kê. Ảnh hưởng của sản phẩm thuốc khác đối với thuốc. Lưu ý khi sử dụng Lenvalieva. Cao huyết áp. Tiền sử về cục máu đông, đột quỵ, đau tim hoặc bị thay đổi thị lực. Xé trong dạ dày hoặc ruột. Hàm lượng canxi trong máu ở mức thấp tăng lượng protein ở trong nước tiểu. Các vấn đề trong việc chữa lành các vết thương. Chảy máu nghiêm trọng ở các vùng khác nhau của cơ thể. Các kết nối không điển hình giữa hai phần của đường tiêu hóa. Các biến chứng về gan hoặc thận. Tác dụng phụ của Lenvalieva. Tiêu chảy. Cảm thấy buồn nôn và ốm lâu. Huyết áp cao thấp. Sụt cân chán ăn. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác. Dùng đồng thời lenvatinib, carboplatin, paclitaxel không có tác động đáng kể đến dược động học của bất kỳ chất nào trong số 3 chất này. Một số nghiên cứu lâm sàng về tương tác thuốc ở bệnh nhân ung thư cho thấy nồng độ midazolam trong huyết tương không bị thay đổi khi có mặt lenvatinib. Do đó, không có tương tác thuốc thuốc đáng kể nào được mong đợi giữa lenvatinib các chất nền CIP3A4PGP khác. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Lenvalieva, đồng thời biết cách sử dụng Lenvalieva sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham